Tiên tri báo trước cực chuẩn xác, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, phát tài cực mạnh, đúng trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, ăn nên làm ra, tiền về ngập két, muốn giàu có không hề khó. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 thân mến, có câu nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích, dẫu có muốn cũng chẳng được, ngược lại, thời vận may mắn đến. Nếu có điều gì thuận lợi cho mình, quý mệnh chủ hãy mạnh dạn mà nắm bắt, nhân duyên cát lành sẽ đưa bạn đi đúng hướng, cứ thế phất lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý, bản thân không thể cản nổi. Tử vi học có nói, 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, cuộc sống tuổi Bính Thìn có nhiều chuyển biến bất ngờ, thời gian trước tuổi Bính Thìn cũng như bao người khác, cũng phải đối mặt với khó khăn, thử thách, thế nhưng vào thời gian này, sẽ khổ tận cam lai, đặc biệt trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch. Này tuổi Bính Thìn sẽ có vận may lội ngược dòng, từ sự nghiệp tài vận đến đời sống tinh thần đều được cải thiện đáng kể. Mới đây nhất, giới tử vi tiết lộ, tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, vừa tròn 60 tuổi, sẽ biết được mệnh trời mà đổi đời phất mạnh. Các tinh tề tựu, tài lộc hanh thông, mưu cầu như ý, sở cầu như nguyện, trước đây nghèo khổ thế nào không biết, nhưng từ nay trở đi may mắn ngập tràn, tiền bạc đổ vào không ngớt. Vậy những may mắn nào sẽ đến với tuổi Bính Thìn trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch này? Con giáp này cần phải làm gì để đón lành, tránh dữ trong thời gian tới? Thì xin mời quý khán giả cùng đi tìm hiểu ngay sau đây. Trước khi đến với phần luận giải nội dung chi tiết về vận trình tử vi tuổi Bính Thìn 1976, 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, thì Minh Đường Tử Vi sẽ cùng quý khán giả điểm nhanh tính cách người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Tuổi Bính Thìn là tuổi con rồng và trong 12 con giáp, rồng đứng ở vị trí thứ 5. Theo văn hóa người Á Đông, con rồng là con vật có quyền năng, sức mạnh phi thường và là đại diện cho sự thiêng liêng, thịnh vượng. Hơn nữa, Bính Thìn có tính cách vô cùng mạnh mẽ, luôn có chính kiến rõ ràng của riêng mình. Nhờ vậy, Bính Thìn có sự nghiệp và con đường công danh vô cùng rộng mở, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 cũng mang những đặc điểm chung của tuổi rồng và đồng thời cũng mang những nét riêng của Bính Thìn. Mệnh sa trung thổ, trong 12 con giáp thì con rồng là con vật hùng mạnh, được nhiều người tôn sùng và kính trọng nhất. Rồng tượng trưng cho quyền lực tối cao, cho tham vọng và sự thống trị. Vì vậy, Bính Thìn đa số là những người có tính cách kiêu ngạo, thẳng thắn, bộc trực, thích được làm chủ. Bính Thìn ngay từ lúc còn nhỏ đã tự đặt ra mục tiêu xây dựng lý tưởng riêng cho mình, đặt ra những tiêu chuẩn vô cùng khắt khe và có sự đòi hỏi cao. Tính cách của Bính Thìn lúc còn nhỏ rất tinh nghịch, hiếu động, thích được tranh giành công việc và thích được gánh vác mọi nhiệm vụ. Khi đã trưởng thành thì họ là người sống hướng ngoại, thích được nổi bật trước đám đông. Ngoài ra, Bính Thìn có sự nhiệt huyết, khát vọng cuồng nhiệt với công việc. Họ luôn tìm ra được những giải pháp mang tính đột phá để giải quyết vấn đề. Họ có sức quyến rũ, lôi cuốn người khác vào cuộc sống của mình một cách rất đặc biệt. Bính Thìn là con người rất cao ngạo, họ không thích thỏa hiệp, không phải luôn luôn dễ gần và quá tự tin vào năng lực của mình. Người tuổi rồng có sức sống mãnh liệt và tràn đầy năng lượng tích cực. Bên ngoài, họ luôn toát lên vẻ nghiêm nghị, khí chất mút trời. Nhưng bên trong, họ hội tụ nhiều phẩm chất tốt đẹp, khoan dung, thật thà, rộng lượng. Bính Thìn có con mắt vô cùng tinh tế, nhìn rõ được mọi khía cạnh của vấn đề. Bởi vậy, trong cuộc sống hay công việc, họ có khả năng nhận thấy được những mối nguy hiểm cận kề. Nhờ có sự tinh tế ấy mà họ dễ dàng nắm bắt được tâm tư, nỗi niềm, biết cách chia sẻ, giúp đỡ những người xung quanh. Bính Thìn là người tôn trọng chữ tín, một khi họ đã hứa thì sẽ thực hiện bằng mọi cách để người khác không đánh mất niềm tin vào mình. Bính Thìn thông minh, nhanh nhẹn, họ từ khi sinh ra đã có tố chất của một nhà lãnh đạo giỏi. Họ giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn, hiệu quả nhất. Bính Thìn không bao giờ sợ hãi trước khó khăn, càng khó khăn thì ý chí quyết tâm chinh phục của họ càng mãnh liệt. Họ thích cảm giác làm những điều mà người khác không thể làm được. Bính Thìn có tâm tư trong sáng, cởi mở, tính tình thành thật, nên được nhiều người xung quanh tôn trọng, quý mến. Họ là người hữu khẩu vô tâm, lương duyên tốt đẹp, vui vẻ, hòa đồng. Họ biết cách tạo bầu không khí thoải mái, dễ chịu. Bính Thìn thường bị người khác đánh giá sai qua vẻ bề ngoài lạnh lùng.
Thực chất họ là những người sống rất tình cảm, có trái tim nhân hậu và thật thà. Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh hết mình mà không cảm thấy khó chịu. Bính Thìn sau này, dù không làm lãnh đạo, chức cao thì cũng luôn được mọi người xung quanh kính nể và tôn trọng. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Di xin mời quý khán giả hãy cùng đến với phần luận giải nội dung chi tiết về các phương diện chính của cuộc sống dành cho con giáp tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, cụ thể vận trình như sau. Xét về phương diện tài lộc. Tài lộc của người tuổi Bính Thìn trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch này vô cùng vượng phát, một lần nữa khẳng định rằng may mắn đang đứng về phía con giáp này. Bạn sẽ nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay tăng thưởng bởi những thành quả mà bạn đạt được trong khoảng thời gian này. Với những người làm kinh doanh thì khá bận rộn với những đơn hàng tới tấp bay về, hàng hóa lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng. Đặc biệt với sự hậu thuẫn của cục diện tam hợp, con giáp này tìm được nhiều mối làm ăn tiềm năng, cũng biết cách duy trì các mối khách hàng lâu năm để có được nguồn thu nhập ổn định cho bản thân. Có điều, bạn cũng nên cẩn thận khi ngũ quỷ hung tinh rình rập, cần ra soát hợp đồng, giấy tờ, văn bản pháp luật thật kỹ càng, tránh phạm sai lầm, nhẹ thì phải bỏ tiền túi đền bù thiệt hại, nặng thì sẽ dính dáng đến kiện tụng, pháp luật. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Tuổi Bính Thìn trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch sẽ là lúc nhận thành quả cho những nỗ lực mà bản mệnh đã bỏ ra từ thời gian trước. Tuổi Bính Thìn được sao thiên cơ chiếu mệnh nên có nhiều cơ hội thăng tiến tốt, được đánh giá cao, có người ủng hộ và khuyến khích. Bạn càng cố gắng thì kết quả lại càng vượt ra khỏi suy đoán của mọi người và kỳ vọng của chính bạn. Các mối quan hệ xã giao chính là một trong những yếu tố không thể thiếu góp phần vào thành công của bạn. Bạn làm gì cũng nhận được sự ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí còn được quý nhân trợ lực, việc khó khăn cũng trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn hẳn. Sao dịch mã cho thấy bạn càng cố gắng bỏ công bỏ sức ra làm việc bao nhiêu thì thành công lại càng gian dội bấy nhiêu. Vì thế, đừng ngại làm việc ngay cả khi mọi người xung quanh đều tìm cách để lười biếng. Sự chăm chỉ của bạn ắt hẳn sẽ ghi điểm trong mắt lãnh đạo, để cấp trên cân nhắc phân công cho bạn những công việc trọng đại hơn, giúp khẳng định vị thế. Đặc biệt, mặc dù không gặp quá nhiều khó khăn, nhưng trong tháng này bạn vẫn gặp không ít thách thức, nên vừa làm vừa trải nghiệm, cũng như tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện tay nghề, song kiên nhẫn chờ đợi đến thời cơ chín mùi, thừa thắng mà xông lên, sẽ gặt hái rất nhiều thành quả tốt. Xét về phương diện sức khỏe. Tuổi Bính Thìn trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch này, sức khỏe của bản mệnh ngày càng đi vào ổn định, không gặp phải vấn đề nào đáng ngại. Cũng như các kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao của bạn đang phát huy tác dụng, bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt của mình về lâu về dài. Tuy nhiên, thời gian tới có ngũ quỷ hung tinh ẩn tàng, quý bản mệnh vẫn nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng tai nạn xe cổ bất ngờ. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Tuổi Bính Thìn trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, chuyện tình cảm có những dấu hiệu phát triển tốt đẹp. Bạn được tận hưởng hạnh phúc nên tâm trạng lúc nào cũng thoải mái, vui vẻ, đem niềm vui đến cho mọi người, càng may mắn hơn. Hai vợ chồng còn là chỗ dựa vững chắc của nhau, truyền động lực để cùng nhau tiến về phía trước. Những khó khăn bất chợt xuất hiện cũng không còn quá đáng sợ, bởi bạn biết nửa kia sẽ là hậu phương vững chắc, đem lại cho mình niềm tin và sự dũng cảm để đối diện với những điều chưa biết trước. Và tiếp theo chương trình, Minh Đường Tử Di sẽ chia sẻ đến quý khán giả về những lời cảnh báo của các nhà tử vi về vận trình của tuổi Bính Thìn sinh năm 1976 trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, cần đặc biệt chú ý điều này. Vào 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch, người tuổi Bính Thìn đang bị kẻ tiểu nhân cản đường thăng tiến, bản mệnh khó lòng hoàn thành được kế hoạch đề ra, mục tiêu cũng trở nên xa vời. Áp lực lớn khiến người tuổi này khó tập trung cao độ như bình thường. Tiểu nhân dùng những lời nói hay những lời viết xấu xa để tác động lên mạng. Những chú rồng nếu không giữ được bình tĩnh mà bốc đồng, sốc nổi thì đã trúng kế mất rồi. Bạn có thể đánh mất những cơ may thể hiện năng lực của bản thân một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đừng chủ quan mà coi thường những kẻ xấu bụng xung quanh mình,
đề phòng hao hụt. Tiền của bản mệnh đang cân đối khá tốt, các khoản thu chi trong 7 ngày đầu tháng 7 âm lịch của. Tuy nhiên, các khoản đầu tư thiếu minh bạch có thể khiến bạn lâm vào sự thua lỗ, mất khả năng chi trả. Càng về cuối tháng thì nguy cơ mất tiền hao của càng lớn. Thêm vào đó, tính tiêu xài lãng phí cũng khiến những chú rồng bị thâm hụt tiền bạc không cần thiết, tiểu nhân quấy phá. Và ngay bây giờ, xin mời quý khán giả hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi vào luận giải chi tiết theo từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Bính Thìn sinh năm 1976, cụ thể vận trình như sau. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch, tức tháng Giêng, cũng là thời điểm Tết đến xuân về, nên người này cũng được hữu nhiều vận khí, là người có quyền lực trong tay. Những vất vả của tiền vận sẽ biến mất vào trung vận, vận khí chuyển đổi, quá hung thành cát, hậu vận an nhàn, hưởng phúc tuổi già. Tuy nhiên, người này không được hưởng nhiều phúc tổ tông, phải tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình, trải qua nhiều vất vả, khổ sở trên con đường lập nghiệp. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976 sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh trập, người này có cá tính mạnh mẽ, tự lập tự cường, dũng cảm, gan dạ, có quyền uy. Tuy nhiên, họ cần người dẫn dắt mình trên đường đời. Nếu không, sẽ giống như anh hùng không gặp thời, khó có thể phát huy hết năng lực. Cuộc đời người này trải qua nhiều điều xui rủi, gặp chuyện buồn phiền. Họ là những người có tài, có trí, lại dám nghĩ, dám làm, không sợ hãi trước bất cứ điều gì. Ước mơ của họ là có thể một tay làm nên cơ nghiệp, xây dựng sự nghiệp, khiến bao người phải ngưỡng mộ. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố mà họ phải trải qua nhiều khó khăn, vất vả, thất bại nhiều lần trước khi có được thành công. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976 sinh vào tháng 3 âm lịch. Người này có cuộc sống tiêu dao, an lạc cả đời, không phải lo chuyện cơm ăn, áo mặc. Họ là người có địa vị trong xã hội, được mọi người kính trọng và có thể sẽ trở thành tầng lớp giàu có. Thượng lưu, thông minh, đỉnh ngộ, phong thái tiêu dao, hiểu sâu biết rộng. Họ sống thoải mái và biết tận hưởng cuộc sống, nên dựa vào tài trí của mình để đi theo những ngành thiên về nghiên cứu. Tuy trong cuộc đời không ít những đợt sóng ngầm, nhưng họ khá may mắn, nên đi đâu cũng được quý nhân giúp đỡ. Quá hung thành cát, hậu phận cực tốt, gia đạo an yên, sung túc giàu có, con cháu đầy đàn. Có thể nói, vận của người này khá tốt, có số an nhàn, có vận khí ngập tràn. Tuy trong đời không có thành công rực rỡ, nổi bật, nhưng nếu biết đủ thì sẽ thấy cuộc sống rất tiêu dao, tự tại. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976 sinh vào tháng 4 âm lịch. Người này có số vất vả, không được nghỉ ngơi mà phải làm việc luôn chân, luôn tay, vận khí bình thường, hay phải chịu sự chỉ đạo, sai phái của người khác, không được tự do hành động hay làm theo ý mình mà luôn bị hạn chế. Đường tài lộc không có gì nổi bật, chỉ đủ ăn, đủ mặc, chứ không có nhiều khoản tiết kiệm để dành trong xã hội, không có địa vị cao, đa phần phải rời xa quê hương để lập nghiệp. Người này nên chú ý đầu tư vào con đường học hành, làm giàu tri thức của mình, hoặc học lấy một nghề nào đó thật thành thục thì sẽ có thể cải thiện số mệnh. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976 sinh vào tháng 5 âm lịch. Vận mệnh của người này không được tốt lắm, song được nhiều người quý mến bởi tính cách trung hậu, lương thiện, thành thực, chân tình. Họ thường phải xa quê hương để mưu sinh lập nghiệp, song tiền bạc kiếm được cũng không nhiều. Họ không nhờ cậy được nhiều vào gia đình, cuộc đời trải qua nhiều thăng trầm, phải tự lực cánh sinh chứ không được ai giúp đỡ. Tuy nhiên, vận khí vẫn còn, nên người tuổi Bính Thìn sinh tháng 5 âm lịch vẫn an ổn, sống đến hết đời. Hãy suy nghĩ lạc quan, tin rằng chỉ cần có mục tiêu thực tế, không ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu, thì chắc chắn cuộc sống bạn sẽ có thêm rất nhiều điều ý nghĩa. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976 sinh vào tháng 6 âm lịch. Người này không được hưởng phúc hương quả tổ tiên, cũng không được người thân giúp đỡ, nhưng bản thân họ là người thông minh, tài trí xuất sắc hơn người, nên có thể tự mình làm nên cơ nghiệp. Tiền vận trải qua nhiều khó khăn, vất vả, trung vận dần phát đạt hơn. Tới năm 60 tuổi thì cơ bản có thể hưởng phúc tuổi già, cuộc đời cát nhiều, hung ít, lại được quý nhân phù trợ, nâng đỡ, nên không phải chịu phận hạn gì quá lớn. Có điều,
Trong đời người này không có số nắm quyền, trí tuệ hơn người, có tài văn chương, học hành giỏi giang, phẩm chất tốt, tâm địa thiện lương, biết giữ chữ tín. Họ có nhiều bạn bè, cũng có vận khí quý nhân, những năm tháng tuổi già được hưởng nhiều phúc lộc, tiêu dao tự tại. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh vào tháng 7 âm lịch. Người này có tính độc lập, họ là người có khí chất bất phàm, thông minh, đỉnh ngộ, vừa được hưởng phúc lộc tổ tiên, lại vừa được gia đình nâng đỡ, ủng hộ rất nhiều. Cuộc đời người này khá sung túc, đủ đầy, không phải trải qua sóng gió thăng trầm gì quá lớn. Tài lộc ùn ùn kéo tới không ngừng, số dượng tài dượng lộc, tuổi già càng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vui dày cùng con cháu, vận khí cực dượng. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh vào tháng 8 âm lịch. Người này có sức khỏe rất tốt, phúc khí dượng, cuộc đời ít phải trải qua hiểm nguy, cũng không có nạn kiện cáo, lao tù. Họ là người thông minh, lanh lợi, giỏi ứng biến linh hoạt, đủ đầy, con cháu đầy đàn. Trong công việc, họ là người giàu tính sáng tạo, thường đưa ra ý tưởng độc đáo, có thể trở thành người lãnh đạo nắm quyền lực trong tay. Về già, họ là người có địa vị trong xã hội, được người người nể trọng. Có điều, trên con đường sự nghiệp, đôi khi người này sẽ gặp phải những điều ngán trở, chứ không được thuận lợi, suôn sẻ. Tất cả tuy rằng có lúc nản lòng, thối chí, nhưng họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhờ đó mà gây dựng được cơ nghiệp cho mình. Vận mệnh của người này khá tốt, tài lộc dồi dào, tuy nhiên họ có phần không tự thỏa mãn với bản thân, nên luôn cố gắng không ngừng để thể hiện giá trị của bản thân. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch vào tiết Hàn lộ, người này tuy rằng xuất thân bần hàn, điểm xuất phát thấp hơn mọi người, nhưng lại có ý chí kiên cường, tất thành đại sự. Họ là người thông minh, mưu trí, có tài lãnh đạo, chuyện cơm ăn, áo mặc, cả đời không cần phải lo lắng, thời vận an hòa, mọi sự như ý cát tường, cuộc đời hạnh phúc lâu dài. Đây là người có ý chí, ham học hỏi, họ cần cù, chăm chỉ, học hành giỏi giang, trí tuệ hơn người, lại dũng cảm, kiên cường trên con đường sự nghiệp. Có thể nói, họ giành được những điều mình mong đợi, vạn sự như ý, được quý nhân phù trợ và nâng đỡ rất nhiều. Họ là những người nắm quyền lực trong tay, có những bước thăng tiến rất cao, không bị kẻ tiểu nhân chơi xấu, cũng không bị bó buộc bởi gánh nặng gia đình, luôn sẵn sàng tiến bước bất cứ lúc nào. Họ có ý chí phấn đấu và luôn cố gắng không ngừng để gây dựng sự nghiệp, nhờ đó người này giành được nhiều thành công vang dội. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch rơi vào tiết Lập Đông, người này có suy nghĩ độc lập, hành động thoải mái, tuy nhiên họ trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, chịu nhiều vất vả, nhưng cuối cùng thì sự nghiệp vô cùng vượng phát, tài lộc dồi dào, con đường học vấn cũng rất hanh thông. Vận mệnh của người này ở tiền vận chịu nhiều vất vả, xuất thân cơ hàn, không được hưởng phúc lộc tổ tiên, họ phải tự thân vận động, không được nhờ cậy gì về gia đình, mà hoàn toàn tay trắng lập nghiệp. Tuy nhiên, đến trung vận, vận khí phát, sự nghiệp bắt đầu có nhiều bước tiến triển tích cực, dần giành được nhiều thành tựu, có sự thăng tiến đáng kể. Tư duy nhanh nhạy giúp họ khá nhiều trong công việc. Họ làm việc ý chí và quyết đoán, có khả năng làm việc độc lập tốt, cũng có khả năng sáng tạo cao. Người này có đầu óc kinh doanh khá tốt, rất hợp đi theo con đường kinh doanh, buôn bán, tài lộc cực dượng, không lo chuyện cơm ăn, áo mặc, về già phúc thọ song toàn, hưởng lộc an nhàn. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch rơi vào tiết Đại Tuyết, người này được hưởng lộc từ tổ nghiệp, song gặp nhiều tai họa trong đời, chịu khổ, chịu khó ai bằng, thiếu thốn đủ bề, mưu sự không thuận, cũng không có nhiều tri âm, tri kỷ, có chuyện buồn không nơi giải bày, công danh sự nghiệp cũng chỉ bình thường, không có nhiều thành tựu, an ủi duy nhất là sức khỏe tốt, tuy nhiều chuyện xảy ra, nhưng cuộc đời được bình an. Vận mệnh của người này khá vất vả, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, cũng không may mắn được quý nhân phù trợ, hiếm khi nhờ được ai giúp đỡ, cuộc sống gia đình kém thuận hòa, cần khéo léo giữ gìn hòa khí và hạnh phúc gia đình. Con cái cần chú ý bảo ban nuôi dạy, cho con được hưởng tình yêu thương và sự quan tâm của mẹ cha. Tuy nhiên, người này vẫn có ý chí rất kiên cường, thất bại không làm họ nản lòng, mà ngược lại,
họ càng cố gắng hơn gấp bội lần. Ý chí là điều rất quan trọng, có thể khiến cho vận mệnh cuộc đời thay đổi. Vận mệnh của người tuổi Bính Thìn 1976, sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch, tức là tháng Chạp, rơi vào tiết Tiểu Hàn, người này tài lộc khó tụ, công danh kém bề nổi trội, sự nghiệp gặp nhiều khó khăn, trắc trở, tuy nhiên, họ vẫn khá tốt, được an hưởng phúc tuổi già, con cháu đủ đầy, hiếu thuận, ngoan ngoãn. Người này tuy cuộc đời không mấy giàu sang, song học hành giỏi giang, tấn tới, có ý chí kiên cường và vững vàng hơn nhiều người. Họ có tham vọng, hoài bão cao xa, có điều gặp nhiều thứ ngáng trở, nên khó lòng thành công. Chỉ cần có ý chí và quyết tâm thì chắc chắn sau cơn mưa, trời lại sáng, hậu vận phúc khí đủ đầy, được hưởng phúc động đất trời, con cháu trong nhà yêu thương, hòa thuận, tuy kinh tế không mấy khá giả, nhưng phẩm cách con người tuyệt vời, không vì tiền bạc mà khiến cho cuộc sống trở nên tồi tệ, biết tìm niềm vui từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Quý vị thân mến, quan niệm của dân gian, tháng 7 âm lịch hàng năm được xem là tháng cô hồn. Người xưa quan niệm đây là tháng của ma quỷ, đặc biệt là rằm tháng 7 được xem là ngày xá tội vong nhân, cần tránh nhiều điều để không bị xui xẻo. Vậy nguồn gốc tháng cô hồn bắt nguồn từ đâu và tháng cô hồn phải kiêng những gì theo phong tục? Ở Trung Quốc, nguồn gốc của tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn, bắt nguồn từ việc Ngọc Hoàng cho Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan vào ngày 2 tháng 7 hàng năm để ma đói quỷ đói được trở lại trần gian rồi đến rằm lại quay về. Chính vì thế, theo tục lệ dân gian, người trần gian phải cúng cháo, gạo, muối cho ma quỷ đói để ma quỷ không quấy nhiễu cuộc sống thường ngày. Hàng năm, người dân Trung Quốc tiến hành cúng cô hồn vào ngày 14 tháng 7 âm lịch. Ở Việt Nam, theo dân gian, người Việt cúng tháng 7 âm lịch kéo dài một tháng, tùy thuộc vào từng gia đình, từng vùng miền khác nhau chứ không ấn định riêng một ngày nào. Người dân cũng quan niệm rằng, tháng 7 âm lịch là tháng không đem lại may mắn nên hầu hết các công việc cưới hỏi, khởi công xây dựng, mua sắm, đi xa, đều tránh tháng 7. Trong tháng 7 âm lịch hàng năm, ngoài lễ cúng cô hồn còn có lễ Du Lan. Lễ Du Lan hay còn gọi là lễ báo hiếu, một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Lễ Du Lan gắn với tích về một Kiền Liên, đệ tử của Đức Phật, là một vị tôn giả tu luyện được nhiều phép thần thông. Theo lời Phật dạy, các Phật tử muốn báo hiếu cha mẹ nên cử hành lễ Du Lan để cầu siêu cho các đấng sinh thành và cầu phá địa ngục cho những vong hồn. Tháng cô hồn và lễ Du Lan không chỉ phổ biến ở Việt Nam, Trung Quốc mà còn ở rất nhiều các quốc gia khác, đặc biệt là các nước Á Đông. Ở Nhật Bản, ngày lễ này được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch và cả ngày rằm tháng 7. Ở Đài Loan, ngày lễ này được kéo dài cả tháng nhưng thông thường thường tập trung vào ngày 15 của tháng với 3 phần khác nhau. Cúng tháng 7 âm lịch là một tín ngưỡng dân gian quan trọng. Ngoài những lễ tiết cúng bái, dân gian ta còn tương truyền cả những điều con người nên làm và không nên làm trong tháng 7 âm lịch để cho cầu mong được bình an, hạnh phúc. Tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn kiêng những gì? Trong dân gian có truyền miệng nhiều điều cần kiêng kỵ trong tháng cô hồn với quan niệm có thờ có thiên, có kiêng có lành. Dưới đây là một số tục kiêng trong tháng cô hồn và lý giải về chúng. Tháng cô hồn kiêng đi chơi đêm. Dân gian tin rằng vào tháng 7 âm lịch, Diêm Vương mở cửa quỷ môn quan để cho ma quỷ, cô hồn được trở lại cõi trần, đến tối ngày rằm chúng phải quay về vì cửa ngục sẽ đóng lại. Vì thế trong nửa đầu tháng 7, nhiều người tránh đi chơi đêm, khoảng thời gian được cho là âm khí nặng nhất, để không bị ma quỷ trêu ghẹo, quấy nhiễu. Thậm chí vào ban ngày, nhiều gia đình còn không cho trẻ con ra đường chơi một mình vì sợ ma quỷ sẽ lừa dẫn đi những nơi nguy hiểm. Người già cũng hay dặn con cháu tránh xa ao, hồ, sông nước trong những ngày này. Kiêng nhặt tiền rơi. Đây là một trong những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch mà các cụ già hay nhắc nhở con cháu. Khi làm các lễ cúng trong tháng cô hồn, nhiều người rải tiền lẻ để mua chuột quỷ đầu trâu mặt ngựa hoặc để bố thí cho các vong hồn. Nhiều người sợ rằng nếu nhặt tiền rơi trong khoảng thời gian này, rất có thể họ sẽ nhặt phải những đồng tiền cúng đó và phải thay người rải tiền hứng chịu những rủi ro, tai họa hoặc bị ma quỷ quấy nhiễu vì dành phần của chúng. Kiêng đốt vàng mã linh tinh. Tháng 7 âm lịch là khoảng thời gian người ta tiêu thụ lượng vàng mã lớn nhất. Tuy vậy nhiều người vẫn nhắc nhau cẩn thận khi đốt, không được đốt tùy tiện vì có thể khiến ma quỷ đang lang thang khắp nơi dây lấy bạn để kiếm chác, khiến cuộc sống không được bình an. Trên thực tế,
Việc đốt vàng mã vừa gây tốn kém, ô nhiễm môi trường vừa tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn. Vì vậy đây là hoạt động được khuyến cáo không nên thực hiện. Kiêng ăn dụng đồ cúng cô hồn. Trẻ con ăn dụng đồ cúng là chuyện vẫn hay xảy ra, nhưng riêng mâm cỗ cúng cô hồn thường được người lớn canh chừng đặc biệt cẩn thận, không để trẻ sờ cho đến khi hương cháy hết, mọi nghi thức hoàn tất. Điều này cũng xuất phát từ quan niệm cô hồn giả quỷ xuất hiện khắp nơi trong tháng 7 âm lịch, trong đó có nhiều quỷ đói. Mâm cỗ cúng chúng sinh là dành cho những đối tượng này, nếu sờ vào sẽ chọc giận ma quỷ, khiến chúng nổi giận và gây rối. Kiêng chi khoản tiền lớn. Đây là một trong những điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch được rất nhiều người làm nghề buôn bán tuân thủ. Không ít người, đặc biệt là người kinh doanh, thường kiêng xuất tiền, trả nợ trong ngày mùng 1 âm lịch nói chung vì sợ hao tài tán lộc. Với tháng cô hồn, sự kiêng cữ này thường kéo dài quá rằm, thậm chí hết tháng. Đương nhiên, hiếm ai sống cả tháng mà không phải chi tiền, người ta chỉ hạn chế xuất những món tiền lớn, hạn chế chi tiền trả nợ. Tuy nhiên, tất cả chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm và phụ thuộc vào quan niệm, niềm tin của mỗi người. Dân gian thường sống bằng kinh nghiệm nhằm đáp ứng tâm lý hướng đến sự an toàn của cá nhân và cộng đồng. Dù vậy, cái gì nhiều quá thì cũng không tốt. Suy cho cùng, dù hành lễ ở đâu quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm. Con người thường xuyên làm việc thiện, giúp đỡ người khác thì dù trong hoàn cảnh nào, bản thân họ cũng cảm thấy an yên. Quý vị thân mến, muốn học đạo đối nhân xử thế, bốn loại tâm lý sau cần phải tránh. Khi đối nhân xử thế nếu luôn mang tâm ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi, thì tự mình sẽ làm cho người khác xa lánh. Thời cổ đại, các bậc thánh hiền hay những người giác ngộ, dù có trí tuệ thâm sâu đến mấy, vẫn có thể tiếp nhận được hết thảy ý kiến phê bình, lại có thể bao dung người khác, đối nhân xử thế rất khiêm tốn đúng mực. 1. Người có tâm ngạo mạn sẽ đặt mình lên trên, tự thấy mình ưu việt hơn để mà cợt nhã người khác. Với những ai địa vị thấp hơn mình hay những ai cần mình, thì người đó sẽ không chỉ trước mặt không tôn trọng, mà còn thầm cười nhạo sau lưng. Nhìn vào những người có hành vi ngạo mạn, bạn sẽ thấy họ thật đáng cười chê. Chỉ vì chút khả năng mà danh giáo mãi không thôi, bản thân người như thế nếu có thể tự kiểm điểm thì cũng sẽ xấu hổ đến mức toát mồ hôi đầm đìa. 2. Người mang tâm dối trá thì nặng nề nhất là người mà ngôn từ 10 phần uyển chuyển dễ nghe, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trái ngược, bề ngoài đối với người khác tốt đẹp, nhưng lại âm thầm đâm chọc sau lưng. Người như thế có thể trong lúc ngắn ngủi ban đầu được người khác ngưỡng mộ, nhưng qua lại đôi lần sẽ lộ rõ bản tính. Nhìn loại người dối trá này, bạn sẽ thấy cần phải tránh xa. Không muốn cùng họ ở chung, bản thân chúng ta khi nói việc dối lòng cũng sẽ mất tự nhiên, cảm thấy xấu hổ trong tâm. Vậy mà những người mang tâm dối trá lại nói nhiều quen miệng, chẳng hề thấy đỏ mặt. 3. Người có tâm đố kỵ thường nghĩ rằng mình có khả năng hơn người, vậy nên khi nghe người khác được khen thì lấy làm tức giận ghê lắm, cho rằng lời khen ấy là sai. Khi người khác có điều gì vui thì lại cảm thấy bực bội, tìm đủ lý do để chê bai ngờ vực, lấy đủ cái cớ để hạ thấp người ta. Loại người này sẽ lấy chỗ yếu của người khác làm niềm vui nhỏ nhen của mình, sử dụng ưu điểm của mình để đánh giá nhược điểm của người khác. Đối với người có tâm đố kỵ thì phần lớn cuộc đời họ sẽ chẳng tìm đâu ra được một phút bình yên, vì luôn cảm thấy bất bình trước thành công của người khác. Cuộc sống đối với họ quả là hết sức mệt mỏi. 4. Người mang tâm nghi ngờ, nghe người ta nói điều gì đó, có thể chỉ là thuận miệng nói một chút thôi, kẻ ấy lại cứ mãi nghĩ rằng người này rốt cuộc cười nhạo ta hả, kẻ ấy lại chế giễu ta việc gì đây. Người như thế thường là từ đó bắt đầu kết oán với người khác. Người có tài đức và kiến thức, nghe người khác giễu cợt mình thì thường hoàn toàn chẳng để tâm, như thế không phải là giảm bớt rất nhiều điều phiền não sao? Ngạo mạn, dối trá, đố kỵ, hoài nghi đều là những chủng tâm rất xấu. Muốn học đạo đối nhân xử thế thì không chỉ cần học cái hay của người, mà còn phải loại bỏ đi những cái dở của mình. Chính vì thế, bốn chủng tâm trên nhất thiết cần phải bỏ. Dân, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.